nhà ơi, trước mặt mình là đây là một cái làng, người ta kêu là làng A Di Đà. Thì đó, trước mặt mình là đây là một cái những cái nhà mà Phật tử người ta sinh sống đó cả nhà. Đó cả nhà, thấy không? Đó có rất là nhiều ngôi nhà mà tiếng Mỹ người ta gọi là gì anh? Người ta gọi là mobile home hả? Đại khái giống như trailer home á. nhà mà di chuyển được á cả nhà. Đó. Có rất là nhiều, ở đây là người ta gọi là làng A Di Đà nha cả nhà. Thì đó, hiện tại bây giờ là người ta đang sửa lại cái nhà này, thì đang sửa lại để có người ở đó cả nhà. Thì thật sự ra là ở đây là những cái ngôi nhà mà ở trong đây á là cho những người kêu là Phật tử người ta sinh sống ở trong đó đó cả nhà. Thì Phật tử người ta ở trong đó. Thì nhưng mà muốn đủ duyên ấy thì mới vô trong đây được làm Phật tử. Thì cả nhà, thì cô bác anh chị nào có muốn có đủ duyên thì cứ đến nơi này người ta thường gọi là làng A Di Đà đó cả nhà. Có rất là nhiều cô chú anh chị, cô bác sinh sống trong đây đó cả nhà. Bên kia mình có nghe được nhiều tiếng Việt Nam đó cả nhà. Phía bên sau mình cũng có, bên sau mình cũng đang người ta đang cất thêm những cái ngôi nhà cho Phật tử đó cả nhà. Đa số là những cô bác anh chị lớn tuổi, thường thường cô bác mà lớn tuổi là sinh sống trong đây để tu tập, để làm Phật tử đó cả nhà. Thì ở đây là có nguyên một cái đại khái giống như là một cái làng nhỏ nhỏ đó. Thì ở đây đó, đúng rồi, ở đây là hầu như là các Phật tử mà lớn tuổi sinh sống trong đây. Đúng vậy, thì phải có là Phật tử mới có đủ duyên, mà phải đủ duyên mới được ở trong đây đó. Đấy, cái ông kêu nói là của ông thầy đó. Dạ đúng rồi, cái đất này là của chùa. Của ông thầy đó. Ừ, đúng, của ông bên đó. Dạ. Không phải là công trí hợp tác. Dạ. Đó, cả nhà, đây là cái làng người ta gọi là làng A Di Đà đó cả nhà. Cái nhà này quá đẹp luôn, cái nhà này nhìn đó cả nhà. Đó thì bây giờ là một cái khu làng, tức là một cái làng nhỏ nhỏ ở Việt Nam mình. Thường thường ở quê nhà mình thường có làng này làng kia. Thì ở bên Mỹ mà nghe nói cái khu làng thì thấy nó ngộ lạ lạ hơn đó nha. Nhìn rất là yên tĩnh.
cả nhà ơi, thì đây là một cái làng kêu là làng A Di Đà. Thì cả nhà nào mà muốn làm Phật tử ở trong cái làng A Di Đà này thì cứ có duyên mới được nha cả nhà, có duyên mới vô đây làm được Phật tử trong cái làng A Di Đà nha cả nhà. Đường đó là đường đi có thể ra được luôn. Đó, cả nhà nhìn trước mặt mình thì đó là nguyên một cái dãy nhà Việt Nam. Ở đây người ta gọi là làng A Di Đà, thì có nguyên một cái làng, nguyên một cái làng giống như Việt Nam mình hồi xưa ở dưới quê mà người ta kêu là làng ông Tám, làng ông Chín gì đó, nhớ không? Hồi xưa thì làng của chùa, làng của chùa, thì ở đây là làng của cái chùa kia là làng A Di Đà. Thì ở đây có một cái chùa nho nhỏ thì kêu là chùa A Di Đà hả. Thì có rất là nhà, có rất là nhiều nhà ở trong cái làng này. Thì cái làng này người ta gọi là làng A Di Đà nha cả nhà. Thì hôm nay em đi chia sẻ cho cô bác anh chị thì một cái, đây là một cái làng nho nhỏ thì có rất là nhiều cô bác anh chị người Việt Nam sinh sống trong đây. Thì thì theo bầu trời hội tìm hiểu thì ở trong đây là một cái đất của kêu là cái đất của chùa, không, cái đất của ngôi chùa, mà chùa này là chùa của một ông thầy mà ông thầy là người Việt Nam. Thì thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có đủ duyên á, làm Phật tử ở trong cái ngôi chùa này thì sẽ được cư trú ở trong những cái nhà mà bên đây nè cả nhà, bên tay trái mình, bên tay phải mình cũng có. Thì theo mình tìm hiểu thì ông thầy ổng nói nếu mà đủ duyên thì làm Phật tử thì mới được cư trú ở trong đây, hoặc là đủ duyên á, kêu là đủ duyên là Phật tử thì mới được ở trong cái ngôi nhà này, những cái ngôi làng này nè cả nhà. Thì chỉ là mình chỉ ở thì miễn phí, nhưng mà tiền điện là mình phải xài nhiều thì mình trả, còn kêu là mình xài nhiều đó, chỉ tốn cái tiền điện thôi, còn nơi ở thì miễn phí. Nếu mà có duyên làm Phật tử thì ở miễn phí ở trong đây ra cả nhà. Muốn mà đi vô trong cái nơi mà cái làng Việt Nam này thì làng A Di Đà này thì cách ở thành phố Houston khoảng 70 mile là đi khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe đó cả nhà. Khoảng 1 tiếng hơn á. Thì cách Houston là khoảng 90 dặm đi. Gần 100 cây số, gần 90 cây số, 90 cây số. Thì ở trên trước mặt mình thì có cái bảng để là chúc quý Phật tử thượng lộ bình an, thấy không cả nhà? Cái này giống cái cổng quá nhỉ? Hình như có người cổng gác. Cổng giống này. Gì? Có người đây gác. Là cái cổng mà cổng đó là giống. Có người gác. Thì phải cổng là phải có người gác. Ở bên kia là không biết cái đường đó đường gì, không biết đi đâu, đi không được, không biết được không á? Chắc cũng cùng để em quay cái đầu lại coi cùng đường nhưng mà có hộp thơ đó phải có bưu điện chứ bắt có, buộc có hộp thơ mà mỗi một cái trail là có cái hộp thơ đó. Dạ cái này như Mỹ ra ngoài đây là Mỹ mẹ Mỹ
là của Mỹ. Chắc ông thầy này là ông mua cái miếng đất này. Mặt mình là cái bản để là chùa Tầm Nguyên 2 làng A Di Đà đó cả nhà. Đó, cả nhà nhìn trước mặt mình đó là để bản là làng A Di Đà.